Ê, 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 đâu em có xài dự phòng không? Đang trong trận mà còn có 5% pin à. Câu tới à. Gì hết một nội chờ xíu. Nhanh đi, nhanh đi. Ừ, chờ chút. 1 hour later. Trời ơi, còn có 5% nè. Nè, roadmap nè. Cái gì, kiếp John nè. Ơ, cái nào cũng được mà, cái nào cũng được. Trời ơi, đang trong trận. Con cuộc ăn cơ cho máu nè. Ê, con này nhìn mà giấy sạc đâu. Cái gì má, giờ này thời nào còn xài giấy sạc nữa. Thích vô. Thở hết hả? Ê, vô pin nè. Ồ, cái này mua đâu hay thế vậy? Ăn cờ mắt gô 662, mua bình có mobile chứ đâu. Ồ. Thiết kế hộp tuy đơn giản nhưng mà bên trong thì không hề giản đơn nha. Uzuki thì ta sẽ có một dây sạc và một sách hướng dẫn ở trong em này. Dây sạc này thì có tới hai cổng Type C, xịn sò nha. Trên tay mình hiện tại đang cầm là em Anker Maxgo 622 màu đen nha cả nhà, và sẽ có thêm 3 màu nữa, màu trắng nè, xanh da trời và màu tím. Tím này y chang như là tím của 14 Plus ấy. Công nhận là hãng này bắt trend tốt thiệt. Kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ MediCell mới nhất của Anker làm giảm kích thước tổng thể của pin mà không ảnh hưởng đến năng lượng hay hiệu quả sạc nha. Và Multi Protect đảm bảo cho dòng điện không bị quá tải, hạn chế cháy nổ và hư hỏng luôn nha. Một điểm mà mình cực kỳ thích ở trên em sạc dự phòng này là có thể hoạt động như là một chiếc giá đỡ luôn. Đây, mình có thể đặt lên bàn để xem phim, nghe nhạc, rất là thoải mái. Ăn đứt những dòng sạc điện thoại khác thì em này chỉ rất là mỏng, chỉ 12-8mm và trọng lượng của nó thì chưa đến 150g. Như các bạn thấy đó, tôi cầm nè, lắc, siêu nhẹ luôn, vừa sạc vô sử dụng, không vấn đề gì hết, xịn nha. Một lưu ý nhỏ là sạc MagSafe này chỉ hỗ trợ cho các dòng máy từ iPhone series 12 trở lên nha. Còn không thì chiếc ốp phải có hỗ trợ vòng tròn MagSafe mới dùng được nhé. Tuy nhiên là các máy khác vẫn có thể cắm dây Type C để sạc bình thường nè. Với thiết kế cổng Type C vừa là cổng ra nhận điện lên đến 12W, còn sạc vòng tròn MagSafe lên hẳn đến 7.5W luôn nha. Một điều mà MagSafe của Apple chưa làm được. Dung lượng của em này thì là 5000mAh, tuy không nhiều lắm nhưng mà để sạc đầy được một con iPhone thì là hoàn toàn dư sức. Chốt hả? Thì theo tôi em này rất là đáng để sở hữu nha. Vừa nhỏ gọn nè, tiêu nhẹ, vừa hỗ trợ sạc nhanh, vừa hỗ trợ sạc MagSafe chống cháy nổ, mà còn được bảo hành lên tới là 18 tháng nha. Giá thì chỉ có 990.000, bằng chưa tới một nửa giá của sạc MagSafe Apple. Tôi là tôi bỏ túi trước rồi đó, bạn biết phải làm gì rồi nha. Nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Minh Tuấn Mobile nha. Bye bye.